Có một ngọn núi tuyết vĩnh cửu cách biên giới Việt Nam 1.000 km. Đầu năm mới này, nếu bạn nào đang muốn tìm một địa điểm đón tuyết ở Trung Quốc hay phản ứng cao nguyên khi đi Trung Quốc là như thế nào, người Trung Quốc đã che giấu điều gì của ngọn núi này với thế giới, các bạn hãy cùng xem video này nhé. Đây là Ngọc Long Tuyết Sơn, ngọn núi tuyết cao thứ 71 của thế giới. Dãy núi gồm 13 ngọn núi quanh năm bao phủ bởi tuyết trắng ở Lệ Giang, Vân Nam, Trung Quốc. Đây là một trong những điểm đến đẹp nhất trong hành trình Lệ Giang Shangri-La của mình nữa các bạn.